Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 3 trên 6 của bài 22 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Kế tiếp chúng ta có từ thứ 17 là lỗ phản Lỗ phản, phản ở đây ta hiểu là phản xưa là nhà Còn lỗ là lầu, như vậy là lỗ phản có nghĩa là nhà mà nó ở trên các cái tầng cao chứ không phải là ở dưới đất À, cho nên mình có thể dịch là nhà chung cư, lỗ phản. Nhà ở dưới đất người ta gọi là phiển phản. Phiển là bằng á. Chữ bình hoặc là chữ bằng ở nhà ở dưới á. Nhà trệt là phiển phản. Còn nhà lầu là lỗ phản. Âm án Việt là lâu và phòng. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. ni trụ là sư phiển phản hay sư lỗ phản đó? tức là cái chỗ mà bạn ở á. Sư phiển phản hay sư lỗ phản đó? Là nhà trệt hay là nhà chung cư vậy? Sư lỗ phẳng ta Sư lỗ phẳng ta Là nhà chung cư Căn hộ chung cư cũng được Nếu mày tối chiều là Nếu mày tối chiều là Bạn mua bao lâu rồi? Y nến tối là Y nến tối là hơn một năm rồi Giao thông phong mà Giao thông phong biến mà giao thông có thuận tiện không? hình văn viên, hình văn viên rất thuận tiện. Cho chở phân phút, Chưa tao 10 phút, ngồi xe 10 phút, Chưa tao công sự là thì đến được công ty rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Bạn ở tờ là nhà ở là nhà ở là nhà Nhi mai to chiu la? Yi nian to la? Chiao thung phan biện ma? Hành phan biện. Cho chơ sử vinh rung chư tàu cung sư la. Cái tiếp chúng ta có từ thứ 18. Từ thứ 18 đọc là yuanzi. Yuanzi chữ yuanzi là chữ viện, y viện, bệnh viện, chữ viện này vẫn còn dùng chữ tư này là chữ tử cũng còn dùng doanh từ có nghĩa là cái sân hoặc là sân vườn chúng ta xem ví dụ bên dưới nì cha như vậy là cái sân ở phía trước nhà bạn trung trơ hào tô hoa à trung trơ là có đang trồng trơ này là chỉ cái trạng thái nó đang tiếp diễn á trung trơ hào tô hoa à À, có đang trồng hoặc là có trồng rất là nhiều hoa. Tôi sư quạ dễ dễ Trung ta, tôi sư quạ dễ dễ trúng ta, đều là hoa do ông nội của tôi trồng đấy. Tôi xưa là đều là quạ dễ dễ trúng ta, tức là chúng ta hóa, đều là hoa do ông trồng đấy. Tha thuê xíu là mà tha thuê xíu là ma. Ông ấy đã nghỉ hưu chưa? thuy xíu là nghỉ hưu. Tha chào chiêu thuê xíu là Tha chào chiêu thuê xíu là là từ lâu đã, từ sớm đã Như vậy là ông đã nghỉ hưu lâu rồi Chín nén Tha chín nén tố ta nén chi là Tha nén ta nén chi là. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi Khi mình hỏi người lớn á Thì có thêm từ nén chi vào Nếu mà ngang hàng thì Với mình hoặc là trẻ chín nén thì tốt ta còn đây là tôi ta nén chi nén chi là niên kỷ cũng là tuổi thôi nhưng mà hỏi trình rộng hơn tuổi rồi 72 tuổi rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha nhà tiền biên đột nhận sự trung trợ nhiều đồ hoa ya tôi là tôi là Thá chào thuê xíu là? gì là? 72 xuê là? Cái nếp nữa chúng ta có từ thứ 19 là chữa ta. Chữa ta là cảm thấy. Chữ chữa chữ là chữ giác. Thì cũng còn dùng trong tiếng Việt của mình. Cảm giác rồi đó. Cảnh chữa rồi đó. Và chữ tơ. À, chữ tơ đây. Thì cái gốc âm hán Việt nó là chữ đắc thì cũng còn dùng đắc địa rồi này nè vẫn còn dùng từ này đắc nhân tâm đắc ý và với cái nghĩa là thấy hoặc là cảm thấy à, thường chỉ ví dụ như cảm thấy nóng cảm thấy lạnh bằng những cái giác quan của mình á chúng ta xem chỗ thiên tờ na pu tiên chỗ thiên tờ na pu tiên diện na tiên diện là cái bộ phim đó chỗ thiên tờ na pu tiên diện tức là cái bộ phim của ngày hôm qua đó đó chậm mà gian là thế nào của trẻ ta mỹ ý sơ của ý sơ tôi cảm thấy là không có thú vị gì không có ý nghĩa gì tôi cảm thấy không thú vị gì Sư mà thật không hoặc là phải không của tà xoan sang trang suy khan của tà xoan là tôi dự định chín thiên sang là tối hôm nay Cánh xèo trang suy khan à, cùng đi xem với bạn trương sư sì ma của tà xoan chín thiên hoàn sang kênh xèo trang suy khan khan là Bạn tinh huy hô huệ khan là xem xong nỉ dí tinh huy hô huệ nhất định bạn sẽ hối hận đấy na của chưa buổi suy là na đây có nghĩa là thế thì của chưa buổi suy là tôi sẽ không đi nữa Wo gen tôi cùng tiểu trương suy thiên tức cùng bạn trương đó, suy thiên yi sẽ đi nghe nhạc hội. Rồi chúng ta cùng đọc nha. Zuo thiên de na ying

thống khổ rồi bi thống rồi vẫn còn chữ thống dùng chữ thống này như vậy âm hán việt cũng còn dùng khoai là chữ khoái cũng còn dùng sẵn khoái à, khoái lạc vân vân vẫn còn dùng thế thun khoai ghép vào thì nó sẽ là thoải mái hay là sướng hoặc là đã đi uống một bữa cho đã đi chơi một bữa cho sướng đều dùng từ thun khoai này mời các bạn xem phần ví dụ bên dưới quảng hỗn Quảng Hủng là Vương Hồng tức là một cái tên riêng thôi. Chín hoàn của mình suy hơ có thung khoai bà chín hoàn có nghĩa là chín thiên hoàn sang tối hôm nay của mình suy hơ cờ thung khoai bà chúng ta đi uống một bữa cho đã nhé uống một bữa cho sẵn khoái nhé. Nỉ dầu mơ cao sinh xưa à? Nỉ dầu mơ cao sinh xưa Bạn có chuyện gì vui vậy? Cao sinh xưa là việc vui. Cao sinh xưa, bạn có việc gì vui hả? À?

tôi chia tay với quản phán rồi như vậy là chia tay với người yêu nên là buồn đi uống đấy họ chiên hoàn buổi chơi bu huệ chiên hoàn buổi chơi bu huệ tức là tối hôm nay không sai không về buổi chơi bu huệ xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha quản hỗn chiên hoàn của mình suy hơ cờ thung hoài bà Nhi cao sinh

Nũng xuân là nông thôn Thì từ này vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình Ấm hán Việt vẫn còn dùng Và cũng nghĩa vậy thôi Chúng ta xem ví dụ bên dưới Ní xì hoan lì ma Ní xì hoan lì ma Bạn có thích sống ở trong thành phố không? Sẵn lì là trong thành phố Bạn thích sống trong thành phố không? U xì hoan xì hoan Không thích

cô ấy nói cô ấy không có quen sĩ quan này là quen nũng xuân tờ sân là cái cuộc sống ở nông thôn hoặc là sinh hoạt ở nông thôn xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nha nǐ xì hoán tru trai sấn lì ma不喜欢那为什么你不搬到农村居住？我老婆不愿意去。 Thá số sĩ quan xuân sân tiếp nữa chúng ta có từ thứ 22 Đọc là Na Lị Na lì âm hóa việc là Ná Lý thì không thấy còn dùng Lý thì còn dùng Lân Lý này nữa. Hồi xưa có ông Lý Trưởng đó. Lý có nghĩa là cái thôn à, Ông Lý Trưởng là ông trưởng Cái thôn đó, cái làng đó, đó rồi vạn lý trường thành lý đó là bằng 500 m mét thì vẫn còn còn ở đây na lì là bằng với na có nghĩa là ở đó chỗ đó nơi đó tức là chỉ một cái chỗ nào đó mà xa mình còn nếu mà ở đây cái chỗ này thì mình nói là trơ lì hoặc là trơ chúng ta xem ví dụ bên dưới ní xì khoan ta lơ từ thiên Ta lơ đây là Đà Lạt Mình có gặp một vài lần rồi Mình không biết tại sao người ta dịch như vậy Nhưng mà thấy nhiều người dùng Nghĩ xì hoan ta lơ tờ thiên chi mà Bạn có thích thời tiết của Đà Lạt không? Hẳn xì hoan Hẳn xì hoan Rất thích Na lì thiên chi hẳn lẻng khoai Na lì thiên hẳn lẻng khoai Thời tiết ở đó rất là mát mẻ Na lì tờ thiên chi cũng được Hẳn lẻng hoài Rất mát mẻ Nì nó Nì nó Còn bạn thì sao Quả dè rất thích Quả Tôi cũng rất thích nữa Chi nén sủ gia mình ta lơ bà nén sủ gia Mùa hè năm nay mình lơ bà Chúng ta đi Đà Lạt du lịch nhé Quả ta lơ bà Được đấy

kế tiếp chúng ta có từ thứ 24 Đọc là phản xưa Ông nói việc là phòng và tử Thì chữ phòng này chúng ta cũng còn dùng Nhưng mà có nghĩa là cái nhà Phản chén là cái phòng Còn phản xưa là cái nhà Hai đó khác nhau chúng ta lưu ý như vậy Xem ví dụ bên dưới nè Xẻo lị Chê chên nỉ trầm năm mơ mạng Xẻo lị Bạn lý à chê là gần đây Dạo này nỉ trầm năm mơ mạng Tại sao bạn bận như thế Tại sao bạn bận rộn vậy? Nghĩ chậm mà năm mà mặn đó. Quá nỗ lực công cho. Quá nỗ lực công cho. tôi đã cố gắng làm việc, chuẩn bị miễn nén mài cơ phản chứ. Chuẩn bị miễn nén, chuẩn bị sang năm, chuẩn bị năm sau Mày cơ phản chứ, tức là mày ý cơ phản chứ, mua căn nhà. Nì sáng mái nở ta, nì sáng ta, Này là ở đâu đang nói tới nhà như vậy là bạn muốn mua nhà ở đâu vậy nì sáng mày là bạn muốn mua nợ tơ phản chưa mua nhà ở đâu lý sư trung xin bu là lý sư trung xin tức là cách trung tâm thành phố không xa lý sư trung xin bu là nhà cách trung tâm thành phố không xa là được rồi tơ đây tức là tơ phản chưa Nì phu mù mấy giờ ý chen mà phu mù mấy giờ ý Bố mẹ bạn không có ý kiến gì à Ủa mấy giờ cao su ta mênh mấy giờ cao su ta Tôi cũng chưa nói, Tôi chưa nói với ông bà nữa Tôi chưa nói với ông bà nữa Đến đây mình xin kết thúc Phần 3 trên 6 của bài 22 Xin cảm ơn các anh chị và các bạn Đã quan tâm và theo dõi Chúc mọi người học thật vui